Chào mọi người, thì hôm nay em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng dòng dưỡng mi cao cấp King Venus bên em nha. Đầu tiên là mình sẽ lấy một lượng serum vừa đủ ha, sau đó đặt cọ nằm ngang như thế này để serum có thể thẩm thấu tốt nhất vào chân mi. Mình sẽ thoa cho đến khi nào mà mình cảm thấy cái chân mi của mình á nó ướt vừa đủ là được. Mình sẽ tiếp tục vuốt ngược lên như thế này ha. Thì một thời gian sau á, nó sẽ giúp mi của mình có một cái độ cong tự nhiên nha. Và mọi người cũng đừng quên là phải sử dụng cho mi dưới nữa nha. Một ngày mình sẽ sử dụng từ 2 cho đến 3 lần và không sử dụng vào ban đêm giúp em nha.